Chào mừng mọi người quay trở lại với buổi livestream hàng ngày của phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Nguyễn Du tại số 355 đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3. Thì hôm nay tiếp tục chương trình hẹp số 3 cho mọi người tiếp là một cái ca mổ bọc sụn vành tay vừa thực hiện xong mọi người nha. Thì em đã xin phép chị khách thầy live rồi, thì em sẽ cho mọi người xem lại hình ảnh trước đây của chị khách để mình so sánh cũng như là cảm nhận sau khi mũi làm xong sẽ như thế nào nha. Đây mọi người có thể thấy đây là mũi trước đây của chị khách trước 45 phút trước nha mọi người. Thì sống mũi của chị khách rất là thấp nè, và đầu mũi hơi bị hết một tí xíu và da cũng không có nhiều nha. Và nhìn vào thì mình có thể thấy là hai bên đây nè, mình nhìn vào có thể thấy được cái lỗ mũi bên trong của mình luôn nha mọi người. Và đây là hình nghiêng của khách nha. Hình nghiêng của khách thì phần sống mũi đây thì mình bị khuyết phần sống mũi nha mọi người nha. Thì đầu mũi nó hơi bị hết lên đây tí xíu nha mọi người. Và sau 45 phút thực hiện thôi thì bây giờ mọi người cùng tiến vào bên trong để nhìn thấy được chiếc mũi xinh đẹp như thế nào nha mọi người nha. Như mọi người có thể thấy đó là chiếc mũi sau 45 phút thực hiện nha mọi người. Thì có thể là nó bị bầm một tí xíu, xinh một tí xíu thôi nha mọi người nha. Nhưng mà về nhà thì mọi người có thể là sinh hoạt bình thường, không có vấn đề gì nha mọi người. Đây là hình ảnh của chị khách nha mọi người nha. Sức dồn lắm. Đây 45 phút trước. Sức dồn lắm. 45 phút trước thì có thể thấy là mũi của chị khách nè. Và bây giờ mọi người có thể thấy sức dồn chúng ta của em chị nha. Tay của em chị đây nè, sống mũi bây giờ đã cao thẳng tắp lên rất là nhiều nha. Đầu mũi đã bay hơn một tí xíu nè, làm cho khuôn mặt của chị khách này rất là khả ái và rất là dễ thương nha mọi người. Chị ơi cho em hỏi là trong cái lúc mà quá trình bác sĩ phẫu thuật cho mình á thì chị cảm thấy thế nào chị? Hoàn toàn là không đau gì hết nha mọi người nha. Và bác sĩ thì có trò chuyện với mình để cho mình tâm lý mình đỡ sợ không chị? Dạ. Thì trong lúc làm thì bác sĩ Việt bên em sẽ trò chuyện với khách hàng mọi người nha. Để cho mình đây là một cuộc, không phải là một cuộc phẫu thuật, chỉ là một cái tiểu phẫu nhẹ nhàng để làm cho mình một cái chiếc mũi xinh xắn và rất là đẹp nha mọi người nha. Đây mình có thể xem là một lần nữa là chiếc mũi của chị khách đây sau 45 phút thực hiện thôi. Đứng lớn. Và khi mà bên mình khi mà trước khi chúng ta muốn phẫu thuật thẩm mỹ thì sẽ được bác sĩ Việt bên em thăm khám trước nè, và sau đó sẽ đo vẽ và sau đó mình mới lên phẫu thuật lên bàn mổ để được bác sĩ Việt mổ nha. Và trong khoa lúc mà tiêm tê cũng như đến khâu vết thương lại thì hoàn toàn là bên bác sĩ Việt bên em làm hết nha mọi người nha. Và làm trong một cái môi trường rất là an toàn nè, đã được khử khuẩn hoàn toàn theo đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế và máy móc cũng rất là hiện đại nha mọi người. Và hiện tại dịch vụ mũi bên em đang có chương trình ưu đãi giảm giá là từ 30-50% tùy dịch vụ mũi nha. Hiện tại là mũi bọc mũi sụn Mỹ bên em có giá là 10 triệu giảm còn 4.990.000 đồng, mũi bọc sụn vành tay là có giá là 20 triệu giảm còn 9.990.000 đồng, và mũi cấu trúc 4D bên em đang có chương trình giảm rất là ưu đãi là 50 triệu giảm còn là 19.990.000 đồng mọi người nha. Và những chị em nào quan tâm đến dịch vụ nâng mũi là hiện tại là cái mùa dịch của mình hiện tại cũng đang đến rồi, và mọi người muốn phẫu thuật thẩm mỹ nè nhưng mà ngại đi đường xa hoặc là ngại đến đây thì các bạn có thể gửi hình ảnh qua bên fanpage thẩm mỹ viện Nguyễn Du, sẽ được có nhân viên online tư vấn thăm khám trực tiếp cho mình qua online hình ảnh nha. Và nếu như đẹp cũng như là mình cảm thấy phù hợp với cái túi tiền của mình cũng như là phù hợp với cái dáng mũi mình đang mong muốn thì các bạn có thể đặt lịch và đến ngay địa chỉ là 355 đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, sẽ được bác sĩ Việt cũng như là làm cho mình luôn nha mọi người. Thì nó sẽ đỡ cái phần thời gian mà mình tư vấn qua online nha. Và đối với mũi bọc sụn vành tay này á, thì mình sẽ được lấy sâu cái vành tay của mình khoảng tầm 1cm thôi mọi người nha. Và hoàn toàn là không bị biến chứng vành tay của mình nè, cũng như là lỗ tay mình hoàn toàn là bình thường nha mọi người. Nó sẽ, nếp sẹo của mình nó sẽ nằm theo cái nếp vành tay của mình, hoàn toàn không để lại sẹo hay gì hết. Thì những chị em nào buộc tóc lên cũng được, không hề thấy sẹo. Và những anh nam mà cũng nên muốn chọn phương pháp bọc sụn vành tay thì vẫn sử dụng được phương pháp này mọi người nha.
Hiện nay phòng phẫu thuật thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Nguyễn Du tiếp nhận rất là nhiều khách nha. Và bên phòng kế bên là cũng vẫn đang hoạt động ha. Thì đây là một cái ca nâng mũi bọc sụn vành tai sau 45 phút. Và cô khách hàng này có một cái nền tảng là mũi, đầu mũi hơi hết lên, thiếu da đầu mũi. Và bác sĩ Việt chọn phương pháp cho nàng là nâng mũi bọc sụn vành tai. Và em ơi, khi mà mình khi bác sĩ thực hiện cái mà phẫu thuật á, cho mình á, thì mình có cảm thấy là như thế nào không em? Cảm thấy bình thường, nó không có cảm thấy là đau đớn hay là khó chịu gì phải không? Và trong khi làm thì bác sĩ có nói chuyện với mình để cho mình tâm lý đỡ sợ phải không em? Và cho mình cảm thấy một cái cuộc tiểu phẫu phẫu thuật nâng mũi này nó không còn ghê gớm quá và nó cũng không phải lo sợ quá phải không? Mất đi cảm giác run hay là gì phải không em? Và khi mà bác sĩ lấy sụn vành tai cho mình á, mình cảm thấy thế nào? Không có cảm giác đau gì hết phải không? Bởi vì cái câu chia sẻ của em á, nó rất là quan trọng cho những ai đang theo dõi livestream này. Bởi vì rất là nhiều người á, hỏi là lấy sụn vành tay nó có đau hay không và nó có biến dạng hay không á. Thì thật sự luôn, lấy sụn vành tay rất là nhẹ nhàng và rất là ít đau ha. Là một cái, thứ hai là cái đường sẹo, cái đường lấy sụn nó sẽ nằm ở phía sau tay, cho nên nó sẽ, cái phương pháp nâng mũi bọc sụn vành tay này áp dụng cho nam được cũng như là cho nữ được. Bởi vì khi mà cái lằn sụn nó áp vào trên cái phần rãnh tai á, nó áp vào trong cái đầu da đầu mình á, thì khi mà mình cột tóc hay là đối với nam á, thì cũng không có thấy cái lằn sẹo, lằn phẫu thuật như thế nào hết. Cái thứ hai nữa là bác sĩ Việt lấy cái sụn vành tai rất là khéo, rất là nhẹ nhàng, cho nên tay của mình nó không có bị biến dạng hay là nó bị móp hay là gì ở cái phần sụn hết, cho nên là khách hàng hoàn toàn yên tâm về vấn đề này nha. Rồi, bây giờ mọi người có thể xem lại một lần nữa nha. Đây là mũi trước đây của chị khách nè. Thì cũng là thấp nhưng mà nha, đầu mũi hơi hết tí xíu. Và sau khi mà chúng ta làm 45 phút thực hiện và mũi của chị khách bây giờ đã bay cao hơn nè. Đầu mũi là bầu tròn rất là nhiều nha. Và quan trọng hơn nữa là cái hình trước đây của chị khách đó là lỗ mũi là nó hơi to một tí xíu đó mọi người. Đây, đầu mũi của mọi người có thể nhìn thẳng vào nè. Mình có thể nhìn thẳng vào là lỗ mũi nó hơi to và bây giờ lỗ mũi của chị khách là nó đã hẹp chanh lại rồi mọi người nha. Nó thon gọn và kín hơn rất là nhiều luôn. Và sau khi mà làm xong thì về nhà mọi người có thể là đi làm cũng như là sinh hoạt hoàn toàn bình thường, có thể là đi chơi với bạn bè nè, đi uống cà phê nè, vẫn được nha mọi người nha. Mọi người nhìn xem ha, là sau khi mình nâng mũi rồi á, là đặc biệt ở viện phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Nguyễn Du á, là bác sĩ á, nâng mũi bằng một cái phương pháp là mổ kín nha. Vẫn bọc sụn vành tai cho mình, vẫn dựng trụ, cho nên đầu mũi cao bay rất là nhiều và mổ kín thì nó làm và cái những cái thao tác rất là nhẹ nhàng. Và đặt cái chất liệu nâng mà cao sống mũi nằm dưới màng xương, cho nên là nó rất là nhẹ nhàng. Thì sau khi mà làm xong thì các bạn nhìn thấy là không có bị sưng bị bầm gì nhiều hết ha. Mình cũng không cần phải băng ép hay là đặt ống dẫn lưu, khách hàng đi về vẫn đi đứng làm việc bình thường. Và sau khi mà mình làm xong á, mình cũng không cần phải kiêng cữ gì nhiều đâu nha. Bởi vì sau khi mình nâng mũi rồi, mình đeo khẩu trang và mình vẫn đi làm việc hay là sinh hoạt bình thường nhẹ nhàng thôi, không có vấn đề gì hết. Cho nên nếu như ai có muốn mà làm đẹp, thay đổi bản thân hay là thay đổi những cái khuyết điểm trên gương mặt của mình á, thì mình cứ gửi hình ảnh của mình vào trong trang bay nè, hoặc là vào cái trang Zalo số 0938442998 để được mà bác sĩ tư vấn cụ thể cho từng trường hợp vậy nha. Rồi, và bây giờ thời gian em sẽ cho chị khách này qua để cho mình chườm đá nè, để cho chị khách này nghỉ ngơi mọi người nha. Em cảm ơn mọi người đã xem buổi livestream của em. Và những chị em nào quan tâm thì hãy để lại số điện thoại bên dưới nha. Sẽ có nhân viên em thăm khám trực tiếp qua online cho mình nha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Và em cảm ơn chị nha.